Trưa ngày 22 tháng 10, Đài khí tượng, Thủy văn khu vực Nam Bộ phát đi bản tin cảnh báo dông, lốc, sét và mưa đá cục bộ khu vực Nam Bộ. Theo đó, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết, định vị sét cho thấy, mây dông đã và đang phát triển gây mưa rào, có nơi kèm theo dông, sét ở các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, An Giang, Long An và thành phố Cần Thơ. Trong những giờ tới, cảnh báo xuất hiện, mây dông tiếp tục phát triển gây mưa rào, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to, kèm theo dông, sét tại các khu vực kể trên, sau đó, mây dông khả năng mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 15mm, có nơi trên 20mm, trong cơn dông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh cấp 5 đến cấp 7.